Mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Mình xin chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến cả nhà một món ăn chay nữa, đó là gỏi khô bò chay. Đây là đĩa gỏi khô bò mình vừa làm xong. Gỏi khô bò các bạn có thể dùng để ăn với bánh tráng nè, ăn với bánh phồng tôm hoặc là bánh tráng mè cũng rất là ngon. Các bạn ăn cơm cũng được nữa. Các bạn nhìn đĩa khô bò nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Và nước chấm thì mình sẽ chấm cùng với nước tương xả ớt. Và đây là cái chén nước tương xả ớt mình vừa làm xong. Rất là ngon luôn, nhìn rất là hấp dẫn hết cả nhà. Và cách làm thì vô cùng đơn giản luôn, từ những nguyên liệu cũng rất là dễ tìm. Và các bạn xem video nếu thấy thích món gỏi khô bò của mình thì hãy vào bếp và cùng thực hiện với mình nha. Bây giờ mình sẽ đi ra vườn hái chuối xanh và khế. Các bạn theo chân mình đi ra vườn nha. Đây là khế ngọt này cả nhà. Cái vị nó rất là ngọt luôn chứ nó không có chua. Các bạn chọn khế chua thì làm gỏi nó sẽ ngon hơn. Cái cây khế này mình ăn riết mà nó hết trái luôn rồi. Mình sẽ hái vài trái khế xanh để làm gỏi. Ở trên kia có hai trái khế chín nữa kìa. Một chút xíu mình sẽ hái khế chín luôn. Mấy trái khế xanh mình để làm gỏi nè cả nhà. Nhìn rất là ngon luôn nè. Hái bao nhiêu khế được rồi, bây giờ mình sẽ đi hái chuối xanh. Ở đây có buồng chuối thấp nhất, mình sẽ hái chuối này. Chuối này chưa được già hung, nó còn rất là non, cái trái nó chưa có thẳng da này cả nhà. Nhưng mà ăn được rồi. Mình sẽ hái 4 trái nha. Và chuối cũng đã hái xong rồi. Bây giờ thì mình vào bếp và cùng nấu món ăn thôi nha. Và đây là những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị. Ở đây mình có một củ hành tây. Củ hành tây này là 300g đó cả nhà. Mình đã lột sạch vỏ rồi. Một ít khế chua, một vài quả tắc. Và đây là 4 trái chuối nãy mình hái, một ít rau răm và xà lách. Để làm gỏi khô bò thì không thể thiếu đó là khô bò rồi. Đây là khô bò chay mình làm từ hôm trước nè cả nhà. Nhìn rất là ngon luôn. Khô bò chay này các bạn có thể làm rất là nhiều món ăn luôn nha. Tiếp theo mình có là bánh phồng gạo lứt. Bánh phồng này là dành cho người ăn chay này nha các bạn. Và tiếp theo mình có là tương ớt. Tương ớt để một hầu mình pha nước chấm. Không thể thiếu đó là tương hột nha. Và giấm gạo. Giấm gạo này các bạn không sử dụng giấm gạo thì các bạn sử dụng giấm chua bình thường cũng được. Yêu cầu có giấm chua là được rồi nha. Và đây là đường cát trắng. Và tiếp theo nữa là đậu phộng rang. Và hành tím phi thơm. Hành tím phi thơm này mình sẽ dùng để trộn gỏi. Và đây là xả băm và ớt băm. Để một hầu mình pha nước chấm đó cả nhà. Phần nguyên liệu đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi cắt mỏng cái phần củ hành này. Mình sử dụng một cái tô nước. Sau đó mình sẽ cắt quả tắc vắt lấy nước. Và cho vào trong tô để mình ngâm củ hành. Các bạn ngâm bằng giấm cũng được. Nhưng ngâm bằng nước tắc nó sẽ làm cho củ hành mình thơm hơn. Người miền Tây mình gọi quả tắc là quả hạnh đó cả nhà. Mỗi vùng miền có một cách nói chuyện khác nhau. Và mình là người miền Tây, nhiều khi mình nói giọng miền Tây không biết các bạn nghe có khó nghe hay không. Nhưng mà đó là thói quen rồi cả nhà ơi, không sửa được. Và bây giờ mình sẽ cắt mỏng cái phần củ hành này. Các bạn cắt càng mỏng càng tốt.
các bạn dùng bàn bào thì mình bào nó sẽ được mỏng hơn. Giờ mình sẽ cho cái phần củ hành này vào trong cái tô nước tắc và ngâm. Và các bạn ngâm như vậy trong vòng 20 phút nha. Nước tắc này sẽ giúp cho củ hành bớt mùi hăng và làm cho củ hành chúng ta giòn hơn nữa. Giờ mình sẽ để củ hành ngâm nước tắc ở đây nha. Tiếp theo mình sẽ đi chiên bánh phồng. Giờ mình sẽ cho dầu vào chảo. Đợi đến khi dầu ấm ấm thì mình bắt đầu chiên bánh phồng. Và chiên ở lửa nhỏ nha các bạn. Chiên ở dầu ấm ấm thì bánh phồng của chúng ta mới phồng đều. Nếu dầu nóng quá thì bánh phồng của chúng ta nó dễ bị chai và khét nữa. Bánh phồng mình đã chiên xong rồi, bây giờ mình sẽ đi vớt cái phần củ hành này ra và mình rửa lại nước lạnh. Các bạn rửa vài nước giùm mình nha. Rửa như vậy thì sẽ giúp củ hành bớt đi mùi hăng và cũng bớt vị chua nữa. Và đây là khế mình đã sắt rồi nè. Mình sắt mỏng như thế này và loại bỏ phần hạt luôn nha các bạn. Củ hành đã rửa xong và để cho ráo nước, bây giờ mình sẽ cho vào đây luôn. Và tiếp theo nữa là phần chuối xanh. Bây giờ mình sẽ cắt chuối xanh nha. Chuối xanh thì cắt theo chiều dài. Dài dài như thế này nè, mình ăn gấp nó sẽ dễ gấp hơn. Tất cả rau củ đã xong rồi đó cả nhà. Bây giờ mình cắt rau vào nữa. Cắt salad vào nè. Và tiếp theo là mình cắt rau răm vào đây nữa. Giờ mình bắt đầu cho đường vào nha. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng rưỡi đường. Và tiếp theo mình cho giấm vào đây luôn nha. Mình sẽ sử dụng 2 muỗng canh giấm. Giấm này nó rất là chua cho nên không có dùng nhiều được cả nhà ơi. 2 muỗng canh giấm là nó chua lắm rồi đó. Và hành tím phi thơm nữa. Cho hết vào đây. Và tiếp theo là đậu phộng rang. Các bạn cho vào 1 ít, chừa lại 1 ít để một hồi mình làm nước chấm nha. Giờ thì trộn đều lên thôi. Nhìn cái thau gỏi mình rất là hấp dẫn luôn nè. Đủ màu sắc luôn cả nhà ơi.
Gỏi mình đã trộn xong rồi nè, mình để một lúc cho nó thấm gia vị. Bây giờ mình sẽ đi làm nước chấm nha. Mình sẽ sử dụng là 2 muỗng rưỡi tương hột. Mình sẽ giã nát cái phần hột tương ra. Các bạn có máy xay thì mình để vào mình xay thì nó rất là tiện luôn. Còn đây là mình sẽ giã. Tương này nó cũng rất là mềm cả nhà ơi. Các bạn dùng cái chài giã nhẹ là nó đã nát ra rồi. Tương của mình giã như vậy là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho đường vào đây, cho ớt và sả băm vào đây, và cả tương ớt nữa. Tương ớt này sẽ giúp cho cái nước chấm của mình thơm hơn. Trộn đều lên. Hấp dẫn rồi nè cả nhà, thơm ghê luôn á. Và bây giờ tiếp theo là đậu phộng rang. Và đây là nước sôi nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây. Các bạn khuấy như thế nào mà cái phần nước chấm của mình nó sền sệt là được. Nhớ là pha nước chấm phải dùng nước sôi nha. Nước sôi sẽ giúp cho các gia vị tan và làm sả của mình nó sẽ chín nữa. Xong chén nước chấm rồi nè cả nhà. Nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần gỏi ra đĩa nha. Và tiếp theo nữa mình sẽ cho khô bò lên trên. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Và trang trí lên đây một ít đậu phộng rang nữa. Mình đã hoàn thành xong món gỏi khô bò rồi đó cả nhà. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Gỏi khô bò mình sẽ ăn kèm với bánh phồng và tương hột pha. Đã hoàn thành rồi đó cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức gỏi khô bò với mình nha. Gỏi khô bò sau khi hoàn thành thì có phần gỏi giòn, thơm, khô bò thì dai mềm. Để lên miếng bánh phồng giòn giòn, thêm một ít tương hột cay cay nữa, rất là hấp dẫn. Gỏi khô bò này các bạn có thể dùng để ăn cơm. Nếu ăn cơm thì các bạn làm nước mắm chay chua ngọt, nó sẽ ngon hơn là sử dụng nước tương. Các bạn thấy làm cũng rất là đơn giản luôn phải không? Bằng những nguyên liệu cũng rất là dễ tìm, các bạn chỉ cần bỏ ra một chút xíu thời gian thôi là đã làm nên một món gỏi khô bò ngon lành như thế này rồi. Và bây giờ mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây thôi nha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Các bạn xem video nếu thấy hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ video giúp đỡ mình với nha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và mình chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye! Giờ thì mình bắt đầu ăn nha, và mình mời cả nhà cùng ăn với mình nhé.